Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower Cuộc Sống Là Đam Mê. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm một bình hoa tulip. Cái này nó hơi bị bật ra, các bạn có thể lấy súng bắn keo. Nó bị khô keo ấy, nó bật ra đây thì các bạn có thể dùng súng bắn keo bắn lại nhá. Ở đây thì mình sử dụng cái cành tulip này là tulip 5 nhánh nhá. Nó có nhiều loại, có cả tulip 1 nhánh, có cả tulip 3 nhánh. Cái điều mà mình hay sử dụng nhất đấy là tulip 5 nhánh này, dễ sử dụng. Màu hồng, mình sử dụng một chiếc bình hơi có chân một chút. Các bạn cắm một cành ở giữa, sau đấy là chỉnh sửa cắm các cành xung quanh. Mình dự tính là ví dụ như là cắm một cái bình hoa này nhá, mình mà cắm khoảng 10 cành thì mình sẽ chia những cái chỗ để ở trên cái chậu này cho hợp lý. Ví dụ nhá, bây giờ các bạn cắm này, một cành ở giữa rồi thì ba cành tiếp theo này, sau đấy ba cành tiếp theo hơi chếch ra bên ngoài này, và ba cành tiếp theo nữa, thế là vừa đủ 10 cành mà nó lại hợp lý, mà cái bông hoa để nó tỏa ra cái bình hoa ấy, nó sẽ đều đẹp. Còn nếu ví dụ như là mình cứ cắm ý mà nó không được tỏa đều như thế thì nó sẽ không đều được cái bông hoa. Ví dụ như là không đều được cái phần mà mình muốn chia nó ở chỗ nào đấy thì nó không đủ phần của cái bông hoa. Đây các bạn chỉ cần chia ra như thế này, ví dụ như bây giờ là mình chia ra làm ba ở đây đấy, thế là được ba rồi. Sau đấy tiếp theo mình lại chia tiếp theo ở đây, hơi trách ra một chút để lát nữa mình sẽ chia một cành ở bên ngoài cùng này. Lên theo một chiều nhá. Cũng như các bạn hôm trước mình đã bảo là cắm những cái bình hoa tròn như này ấy, thì lên cắm theo một chiều, và khi mỗi khi cắm thì là các bạn lên xoay để tại sao xoay để cho nó cái mặt nó tròn. Khi mà các bạn đã cắm được những phần như này rồi, những cái phần nguyên rồi, xong sau đấy thì mình sẽ dùng tay mình bẻ ra. Khi mà quay thì lên quay cái mặt hoa ra bên ngoài nhá. Đấy các bạn nhìn này, đây mặt hoa này, nếu đằng sau lưng đây là sau lưng này, đây là cái mặt hoa này. Trời ơi cái chân này của tôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bẻ nhá. Bây giờ các bạn cắm được hết lên như này rồi. Cắm hết lên như này này. Cắm hết lên bây giờ mình sẽ bẻ này. Các bạn bẻ này, bẻ ra như này này, sau đấy bẻ uốn lên một chút này. Uốn lên một chút là để lấy cái độ mềm nhá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái cành này nó đã mềm mại hơn cành kia chưa? Đấy. Đấy. Cứ như vậy thì mình sẽ bẻ ra. Ví dụ như mình muốn cái bông hoa nó ở cái chỗ nào mà mình muốn thì là mình uốn cái bông hoa nó ra theo chiều đó. Sau đấy chúng ta sẽ uốn hơi vào một chút. Như vậy thì nhìn cái bình hoa nó sẽ mềm mại và nhìn nó sẽ rộng hơn ấy, nhìn nó to hơn ấy.
Tulip thì có rất là nhiều màu nhá. Các bạn có thể sử dụng rất là nhiều màu, có màu vàng, màu cam, màu hồng, màu tím, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Nếu mà muốn cắm lẫn màu ấy thì các bạn cũng có thể cắm lẫn màu, nhưng mà mình khuyên là ví dụ như một bình hoa thì không nên quá nhiều màu, nó chỉ tầm một loại hoa như này thì các bạn chỉ có nên cắm khoảng tầm 3 màu lại thôi, 3 hoặc là 2 màu, ví dụ như là hồng trắng có thể xen với nhau, hoặc là đỏ trắng, hoặc là tím trắng, thì nhìn cái bình hoa nó sẽ hài hòa, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bình hoa của chúng ta sẽ rộng hơn, rồi nhìn nó đẹp hơn. Nó không bị gò bó như cái lúc đầu, mà nó không bị bí nữa rồi. Nhìn nó rộng ra. Và những cái bình hoa như này thì giá cả rất là phải chăng, dễ bán trên thị trường, giá hợp lý. Nếu mà bạn nào mà muốn mua thì các bạn có thể comment ở bên dưới, hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại ở ngay bên dưới phần mô tả. Một chút ra nhìn nó xinh xinh hơn. Đó, nhìn nó sẽ khác ngay lúc ban đầu đúng không? Nhìn nó tròn đều này. Sau đấy mình sẽ điểm một chút hoa điểm vào đây. Nếu các bạn có thể điểm hoặc không điểm, hoặc là điểm cái gì đấy cũng được, tùy theo. Tùy theo các bạn điểm hoặc là không điểm. Mình thì những cái bình hoa như này thì mình hay điểm một chút. Nói chung là những cái hoa này nó chỉ vừa tiền nên mình cũng điểm những cái hoa vừa tiền. Còn đến những cái bình hoa mà nó đắt tiền hơn thì các bạn có thể điểm những cái loại hoa đắt tiền hơn. Các bạn nhớ sử dụng keo sữa để cho nó chắc cái bông hoa, khi nào khô thì nó sẽ chắc đẹp hơn nhé. Vừa cắm thì vừa xoay nó sẽ dễ dàng. Sẽ đẹp hơn. Các bạn cảm thấy bên trong nó hơi trống ấy thì các bạn có thể xem vào đấy một hai nhánh, nhìn trong nó sẽ có cái độ mềm mại. Tulip và lan vũ nữ thì mỗi một mùa mình cũng rất là bán được nhiều, mà cái này dễ bán bởi vì là cành nó được nhiều bông mà giá thành nó lại phải chăng, mà để trưng những cái bình như này ở Tết ấy, thì nó rất là đẹp. Ở nhà em có một hai bình hoa lửa, dập lửa rất là dễ. Đó, thì nó đã đẹp hơn rồi. Đấy là chúng ta sẽ điểm lá ở phần cuối nữa là xong. Cắm một cái bình hoa như vậy rất là nhanh, mất thời gian rất là ngắn gọn mà vẫn đẹp sang trọng. Các bạn cần gì các bạn có thể liên hệ với mình, hoặc là các bạn muốn cắm những cái bình hoa như thế nào
thì các bạn hãy comment ở phía dưới, ở dưới phần phần mô tả để cho mình biết được, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Thực ra đây là chỉ những thứ mà mình đã biết thì mình chia sẻ cho các bạn thôi, cũng rất là đơn giản thôi, không phải là có gì cầu kỳ khó khăn cả. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong một bình hoa tulip rất là nhanh, rất là đơn giản, chỉ trong vòng 10 phút mà đã cắm được một bình hoa. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và đăng ký kênh để mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Các bạn nhớ ấn chuông thông báo để mình ra, mỗi khi mình ra video mới thì các bạn có thể xem được ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.